bởi bên cùng mong lạnh lồng cái mình sẽ covid mất sân vượt buồn ô màn vai tâm lai là cái mình tờ vải đặt bởi đâm ủ bay vượt đột ảo lô ớt là đường biến thể delta lằng virus sars cov 2 tờ vải đặt lô ảo grab tốt bơ bạc ủ grab lằng bà rài lằng trung ương tất khiệt tất đuồn tất bà nài ủ tất lệ quang ngài cầm mong khăm nua gum chất gum cầm lăng bà khát bà khăn cái mình bài covid mất sân. Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn của xã cũng đã có một số trường hợp. Cái nông bên này của ẩn bao đu bà rai bờ lăng tục ẩn lô cái mình bờ an tầm tơi cái mình bên này của bà khát tục ôm đo gia bờ ép không bên này của an chết ga lẹ grow ẩn bờ ép không bạc bên này bờ là khăm nuôi bờ clanh bạc bà khát bà khang cái mình bài covid mất sân tinh bạc tặng này làng bộ y tế covid 19 theo hướng dẫn của bộ y tế. Đức hẳn đồn bộ cho mầm, dù dà đập rạc quay, anh ở luồng pram răng đô bờ, mà dù dà đường cho bạc nhà lăng kèm mẹp rạch của vật mật sân, tình ủ bạc anh cho bạc. Đè, bờ hẳn bờ bù, bờ yà là đè, bờ tạch gàng nẹ này. Số rạc mất ực, mà màn phát anh quay, dù dà anh bà rạch, luôn màn bạc nhà, đắt là tu biêu tâm mà anh chết gà rực rạch, ôm bạc khách bạc khăn kèm mẹp rạch. Địa phương rất là khẩn trương, rà soát. Bên này khăm bờ quay nè, bước lẹ phùng cho mặt riêng, sạch riêng lẹ hồ sơ, màn ảnh cho bạp dù già, tình người quyết rau dịch phàm, ủ quyết định ba dịch bè, màn quay đắt tất tì bà ra, ôm dù già đỡ màn phần nà bạn nghe, ôm mất an mô bà ra nà nguồn, hận mà cười, ơn ảnh luồng trăm riêng hồ sơ màn sạch ảnh cho bạp, ủ tất màn gần, ủ bà ra chập màn dù già. Cho những trường hợp được hưởng theo cái nghị quyết 68 của những quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, nhà nước hỗ trợ cho thi đạt du gia an bên này, bên này Oregon bạn du gia lăng bên này lăng đồn hoặc tỉnh huyện mặt đã cười lũ ao bờ rai ở Bắc Quang miền Huế Priap và khát bạc khăn cái mình mấy ao cái nông đi grow ở Puan Du Bal cái nông này ở Ba Đô Sụ Sụ Clo ở Ba Đô Cồn lăng Bình Dương và tỉnh bên này được hẳn đưa mất priat gần đây là mất ân chậm mờn đơn hay màn suur ở ba du côn dịp cơm hì covid lăng này màn bạc khát lệ pe dịch ngoài gro bà rai mặt ảo hoàng sương trùng trong này ân mobile màn trịnh ba nhân vaccine mà cụ miền dịp cơm hình được đơn hay bạc bơ tình clanh tên niệm pram ca làng bộ y tế gồm ủ bạc tất suar ôm bà rai gất priat ngăn nguồn là bạc màn chậm ngăn vận động bà con trong thôn là bạc qua sang bà rai của nông quang bà bạc hành tất rinh hay gọi rinh ở buồng ôm xua ăn bà rai gớt bà bạc ăn chết gà tiếp tục bà rai của miền ân phân gần này mất phùng ân bà grow ăn chết gà cụ ân bà tình clanh lệ tình niệm chấp bộ riêng là sang lệ grow đợi này tạc bộ tận tượng ăn đưa lại cho tôi những cái nhà cách ly đó anh em chia nhau chụp 24/24. Ở em tầm plegana muộn thề lẽ lăng mang ồn ào. Bà rai bơ tình clanh, bà na mất bơ tình là bàn bà nhạc. Ân riêng bây giờ tật, bần ạ nằm lâm ghê hận riêng, bà rai bây giờ, lây nê quàl bà bù, tật phước. Bà con gửi đồ vào xong người ta kêu về rồi kêu người nhận tới nhận. Khắc lồn à bà loang ăn chạp bạp, tục tạch riêng xuống xà, đặc dịt màn tạch vừa cười. Mà sáng mất màn hoa đi bộ. Mình này, tách ăn leo bờ. Mặt đã cười, cơ nông lẽ nàn đợi ảo. Bạc tâm tươi cơ mì, cơ nông hoàng, nàn hào ực. Chấp màn bạc khâm nua lằng gấp tụ bờ bạc ô bà rai. Rồi lẽ, gấp bà rai chấp gất priat, khâm priat. Mất tâm gùm ực bờ, ôm ngách màn bạc tâm tươi cơ mì bạc của vật mật sân.